Hello, hôm nay xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình hướng dẫn cho các bạn học viên ở lớp của mình bài sơn thường mà sơn bằng chai màu đỏ các bạn. Thành ra mình muốn sơn để sẵn đó mình quay luôn để cho các bạn chúng ta cùng xem nha. Còn đây là địa chỉ của Home Nail nha các bạn. Địa chỉ là 2F21 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại của mình là 090-266-0724 đó các bạn ha. Rồi bây giờ thì trước khi mà mình sơn á các bạn, mình có một cái móng ha, mình chuẩn bị sẵn một cái móng que nè các bạn nha. Rồi tiếp tục nữa đó là một cái chai nước sơn ha, thì chai sơn hiệu gì thì tùy các bạn chọn ha. Rồi thì bây giờ đầu tiên sơn á, trước khi sơn thì chúng ta phải đập cái chai sơn này ha, chúng ta phải vỗ như thế này nè các bạn. Mình vỗ để cho các hóa chất bên trong này nó loãng, nó lỏng ra ha các bạn ha. Rồi thì sau khi mình vỗ xong rồi các bạn, thì mình sẽ cầm cái móng que là mình sẽ cầm như thế này nha cả nhà nha. Và mình đưa cái ngón giữa ra để mình làm cái điểm tựa. Và lúc nào khi mà mình sơn cũng vậy, mình sơn nó làm cái móng que nè, nó phải có độ nghiêng xuống các bạn. Nó sẽ có cái độ nghiêng xuống ha. Móng que này sẽ có cái độ nghiêng xuống nha. Rồi bây giờ mình sẽ sơn các bạn xem nha. Thì đầu tiên á, mình gạt nước sơn, mình gạt từ cái miếng nhựa này các bạn. Mình gạt từ miếng nhựa này đi xuống, gạt miếng nhựa này đi xuống nè các bạn ha. Mình gạt miếng nhựa này, chứ các bạn đừng có nhúng sơn rồi các bạn chỉ gạt cái phần này, còn miếng nhựa này còn đọng sơn thì nó sẽ bị nhiễu các bạn. Nhiều khi nó nhiễu lên quần, lên áo của người ta này kia, hoặc là lên giày dép này của người ta, mình sẽ phải đền đó các bạn ha. Nhất là đồ hiệu ha. Rồi, hai ngón này, hai ngón tay này thì mình kẹp vô nè các bạn xem thấy không? Mình kẹp ngón áp và ngón út thì mình kẹp vô, ngón giữa mình đưa ra để chi? Để khi mình cầm cái cọ các bạn, mình sẽ có được một cái điểm tựa ha. Mình cầm cọ nè, mình giờ ngón út mình chống vào đây, chống vững vào đây và mình có một cái điểm tựa để mà mình sơn ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ sơn nha các bạn. Bây giờ mình sơn ha, mình gạt ở đây, mình gạt ở trước, mình gạt ở sau đó, để các bạn, mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem dễ xem nha. Rồi nè, mình sẽ để sơn hơi nhiều chút xíu nha. Rồi đây mình sơn, đầu tiên mình sơn cái phần lớp dưới trước. Các bạn sơn này chúng ta phải sơn nhanh lên, chúng ta không sơn lâu được. Xong mình lấy thêm một miếng sơn nữa, mình lại xòe cọ, mình đẩy tròn lên, mình đi nhẹ xuống các bạn. Bên mép cọ bên đây mình canh, mình đi qua bên đây, dùng cái mép cọ bên này mình canh, mình đi qua bên đây nè các bạn. Đó, các bạn sơn phải cho nhanh vậy nè, vuốt nhanh tay lên. Rồi xong, sau đó mình khóa đầu móng các bạn. Đây, bóng lỗ luôn các bạn ha, rất là ok luôn ha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ sơn thêm một vài móng nữa cho các bạn chúng ta xem nha. Rồi bây giờ thì mình lại tiếp tục nữa, mình sẽ sơn thêm một ngón nữa cho các bạn xem kỹ thuật sơn ha. Thì cái sơn thường này đó các bạn, trước khi sơn các bạn phải nhớ một điều là các bạn luyện làm sao mà các bạn sơn nhanh tay, chứ các bạn sơn chậm quá nó cũng làm cho khô nữa các bạn. Hoặc là các bạn ngồi các bạn né quạt né chỗ mà máy lạnh nó thổi ra nha các bạn nha, tại nó làm cho sơn mình cũng mau khô nữa ha cả nhà. Rồi mình sơn thêm một ngón nữa cho các bạn chúng ta xem kỹ thuật sơn ha. Thì cái chai sơn này các bạn chạy ra ngoài chỗ tiệm nail á, người ta bán cũng nhiều lắm các bạn ha. Sơn mà cái cọ nó to các bạn sẽ dễ sơn hơn nha. Rồi bây giờ mình sơn các bạn xem ha. Đầu tiên là mình sẽ sơn lớp dưới trước nè. Đó, mình sẽ sơn lớp dưới trước các bạn ha. Xong sau đó mình lấy thêm miếng sơn nữa, mình sẽ xòe cọ nè. Mình xòe cọ các bạn sẽ mình đẩy lên là đã tròn chân móng rồi. Rồi mình quét qua đây, mình dùng cái mép cọ mình quét qua đây các bạn. Rồi bên đây cũng vậy, mình cũng dùng mép cọ mình quét qua đây. Rồi xong sau đó mình sao các bạn, mình khóa nhẹ đầu móng cái đây các bạn, quay cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ thì mình lại tiếp tục nữa nha, mình sẽ sơn tiếp tục một ngón nữa, một mấy móng que nữa cho cả nhà chúng ta xem ha. Rồi bây giờ đây mình sơn đi các bạn, mình gạt lên. Rồi xong bắt đầu mình lấy khoảng nửa móng như này các bạn, mình đi xuống, các bạn thấy mình đi không, mình đi nhẹ xuống nè ha. Xong sau đó mình lại lấy thêm một miếng sơn nữa, mình xòe cọ nè, tại vì móng lớn đó mình phải lấy thêm sơn nha. Mình đi nhẹ xuống bên đây, mình cũng đi nhẹ xuống các bạn, mình đi nhẹ xuống bên mép bên đây, mình cũng đi nhẹ, mình căng nhẹ, mình đi xuống, mình căng cho nó tròn trên móng
Rồi ok, xong sau đó mình gạt bớt phần này đi để mình khóa nhẹ đầu móng nữa các bạn. Đây. Đây các bạn. Mình chấm cho nó tròn chân móng quá các bạn ha. Rồi. Rồi thì sau khi mình đã sơn xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái ngón hồi nãy mình sơn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình sơn lần thứ hai nha cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ sơn lần hai ha. Rồi, trước khi mình sơn lần hai á thì chai sơn của mình không dạy mỗi lần sơn là mình phải vỗ như thế này nè các bạn. Mình vỗ cho nó đều đi. Cho nó đều đi rồi từ từ chúng ta sẽ sơn nha. Rồi mình gạt, mình gạt cái phần trên nha các bạn. Mình gạt phần trên rồi. Lần hai thì mình có thể mình kéo từ trên này mình kéo xuống luôn các bạn. Đó, các bạn xòe cỏ nè các bạn thấy không? Đó, mình kéo trên đây mình kéo xuống luôn. Đây các bạn. Bóng mượt luôn các bạn ha. Không biết nó có bị cháy đèn không thì mình không biết nha. Bên ngoài nó bóng lồng lộn luôn các bạn ha. Rồi tiếp tục nữa. Mình lấy thêm một cái ngón nữa để mình sơn một lần hai nữa các bạn ha. Mình tiếp tục. Rồi lần này thì mình xè cỏ nữa các bạn. Mình đẩy nhẹ lên đây nè. Rồi mình đi xuống luôn. Mình lướt nhẹ bên đây, dùng mép cỏ bên đây. Mình dùng cái mép cỏ bên đây mình canh mình đi xuống luôn các bạn. Này mình kéo nhẹ nhanh xuống nữa các bạn ha. Rồi xong sau đó mình gạt. Nhanh gọn lẹ các bạn ha. Đây. Rồi tiếp tục tới một ngón thứ ba ha các bạn ha. Cái móng thứ ba. Móng thứ ba thì mình móng này thì cũng chưa được khô lắm đâu nha, nhưng mà mình cũng sơn cho các bạn xem luôn ha. Rồi đây mình sơn các bạn. Mình cũng xè cỏ như thế này và mình đi nhẹ xuống. Mình đi nhẹ bên đây. Dùng mép cỏ bên đây mình cũng đi nhẹ xuống các bạn. Rồi. Xong. Đây nè các bạn. Bạn nhìn thấy không? Mất rượt luôn các bạn thấy không? Đó mình quay cho các bạn xem nè. Nhiều khi cái đèn nó chá nhìn thấy không có được rõ các bạn ha. Chắc mình do mình ngồi ngược sáng hay sao đó, là mình đổi cái vị trí lại đó các bạn. Xong đây là ba cái móng, ba cái móng này cả nhà ha. Mình mới vừa sơn xong rồi à, sau đó thì mình chờ nó khô rồi mình sơn tớp lên thôi ha cả nhà ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu các bạn thấy video bổ ích, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Ngọc Cảnh. Và nhớ đừng quên nhấn chuông thông báo để xem được những clip tiếp theo nữa nha cả nhà nha. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn chúng ta sẽ làm đẹp hơn Ngọc Cảnh nha. Bye bye.